Tập 1: Bảy vị tỷ tỷ, tuyệt thế vô song của ta. Con quá yếu rồi, không xứng làm con trai của ta. Đã bởi vì con yếu đuối vô năng như vậy nên cha con mới không yêu thương con. Ta không có đứa con trai vô năng như con. Cha, mẹ, đừng bỏ rơi con. Kính thưa các vị khách quý, trẫm có tiếp Long Thành sắp đến điểm dừng. Vậy mà lại mơ giấc mơ đó. Sư phụ, lão sư phụ, lại cho mình ăn nhiều, còn đuổi mình xuống núi, tìm bảo mình đến tìm bảy sư tỷ. Cho dù thiên phú của mình không bằng bảy vị sư tỷ này, cũng không cần đuổi mình đi chứ. Nhìn kìa, chúa ơi, đây là hiện thực trường ma quỷ gì đây? Đây là ai? Nhìn biển số xe kìa, còn có thể là ai cơ chứ? Nữ vương băng tuyết của Long Thành, Cố Tích Nhiệm. Hai thương nhân đều có mặt, Đá Vương Thương Nghiệp, tổng tài Cố Thị cao cao tại thượng, không ai dám động đến hô khôi của Cao Lãnh. Người đàn ông đó điên rồi, anh ta lại dám động vào Cố Tích Niệm. Tiểu Phong, cuối cùng em đã xuống núi rồi. Món này ngon quá đi. Món này cũng rất ngon. Khách sạn lớn phòng VIP. Còn nữa, muốn món đồ, muốn đó nữa. Được, đâu có hết. Cho em ăn một bữa no. Ăn chậm thôi, không có dành với em đâu. Em đi theo sư phụ. Ngày ngày ăn rau trong bụng không còn chút mỡ nào, quả nhiên vẫn là thất sư tỷ tốt nhất. Vậy em nói xem, tôi và sáu sư tỷ trước ai tốt hơn? Bảy sư tỷ đều tốt. Nhóc con biết ăn biết nói dẻo miệng quá nhỉ. Thất sư tỷ thỏa mãn. Tin em xuống núi, sáu sư tỷ trước vẫn chưa biết sao? Thất sư tỷ gần đây nhất nên tôi đến đây trước. Sư phụ nói để tôi đi theo mọi người học việc. Quả nhiên, nếu không sáu người đó chắc chắn đã sớm bay qua đây cướp em đi mất rồi. Em không làm đâu. Thưa quý ngài, phòng này đã có người rồi, ngài không thể xông vào được. Mặt chỗ của mày bị mù rồi hả? Khách sạn này là của nhà tao, cút ra. Cố Tiên Niệm, cô sống với tôi sao? Lại dám qua lại với người đàn ông khá sau lưng tôi. Lý Hạo Nhiên, ai cho anh vào đây? Lẽ nào tôi không nên đến sao? Đừng quên, cô là vị hôn thê của tôi. Đó là do ông nội anh chuốc say ông nội tôi. Dù ông ấy nói trong khi say, anh sẽ không coi là thật chứ? Anh cũng không lấy chứng minh thư ra xem anh có xứng với tôi không? Anh ta là ai vậy? Kẻ bám đuôi mà thôi. Tiểu Phong, đã ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta rời khỏi đây thôi. Đứng lại, mày là cái thá gì mà dám cướp người phụ nữ của tao? Vậy đây là cái gì không? Là cái gì? Năm đâm đánh chó. Tiểu Phong, đánh hắn bẩn tay em. Giữ lại thể diện cho ông nội đi thôi. Về nhà cùng ông nội, về nhà cùng tôi, ông nội thấy em đến chắc chắn sẽ rất vui đó. Tôi cũng rất lâu rồi chưa gặp qua ông cố. Đi. Lý công tử, ngài không sao chứ? Phớ vật, đều là một lũ phớ vật, đợi người đầu cuốn hết cho ta. Được lắm, cố Tích Niệm, tôi xem cô làm sao mà giải thích với Lý gia tôi. Sơn Trang cố gia. Cha, La Phong cũng là đồ đệ của đội đại sư đó, tại sao cũng chưa từng nghe nói qua? Ta cũng mới biết 3 năm trước. Gia chủ,
Dạ, lão cố. Ông cố lâu rồi không gặp, ông càng ngày càng trẻ ra đó. 3 năm không gặp á, con lại cao lên không ít rồi. Ở đây thêm vài ngày nói chuyện đánh cờ với ta. Phòng khách sớm đã chuẩn bị xong cho em rồi. Tiểu Phong, em xem có hài lòng không? Quá hài lòng luôn. Thật sự tỷ, tôi muốn ở lại đây mãi mãi. Sao vậy? Em còn muốn đi đâu? Có phải em muốn đi tìm sư tỷ khác không? Thật sư tỷ cũng sẽ phải gả đi mà. Tôi cũng không ở đây cả đời được. Tiểu Phong, em thấy thất sư tỷ có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp sao vậy? Vậy chỉ bằng em lấy tôi đi, tôi sẽ xin côn cho em thế nào? Cái gì? Thất sư tỷ, tôi xem chị là chị gái ruột á, chị lại muốn ngủ với tôi. Chị nghiêm túc đó hả? Xem em bị dọa sợ kìa, tôi chỉ là đùa em chút thôi á. Em có phải em học thói hư rồi không? Thất sư tỷ, chị vừa làm tôi giật mình thật sự đấy. Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt. Sáng ngày mai tôi đưa em đi đến một nơi thú vị. Ngày hôm sau, hội Miếu Long Thành này một năm tổ chức một lần, là lễ hội lớn ở đây. Thế nào, náo nhiệt nhỉ? Có đồ ăn ngon không? Đương nhiên. Nào, đến đây xem. Đẹp hơn nữa. Nhiều đồ ăn ngon quá. Nhiều đồ ăn ngon quá. Cố Tín Niệm còn dám dẫn cái tên phó vật này tới nơi quan trọng như thế này. Có phải có thành tâm sỉ nhục Lý gia ta, cô có còn mặt mũi không vậy? Hỗn sự, cậu tưởng là cậu đang nói chuyện với ai? Cố gia ta từ trước đến nay chưa từng đồng ý hôn sự của hai người. Cha tận tai nghe thấy, con không có nói dối vu oan cho Cố Tiết Niệm mà. Cha Lý Hạo Nhiên, Lý Thiên Thần, Cố lão gia, ngài dung túng con gái mình như vậy có phải quá mất thể diện rồi phải không? Giữa bọn trẻ xảy ra một chút mâu thuẫn đó là chuyện bình thường, còn vụ hôn sự hai nhà chẳng qua chỉ là lời nói lúc say của ta, không thể xem là thật được. Vậy con trai ta bị tiểu tử này đánh, chuyện này phải nói thế nào? Ông muốn nói thế nào? Còn muốn cái tên chó này quỳ xuống xin lỗi con trước mặt tất cả mọi người, Cố Tiết Niệm là con gái, là cô gái của cô. Mày dám? Lần trước tôi nói mà thất sư tỷ nên đã tha cho anh, hôm nay anh còn dám nói bậy à? Tiểu Phong, đủ rồi, đừng có làm lớn chuyện để người ta chớ cười. Cố Tiết Niệm, tôi nói cho Lý gia anh một lần nữa, tôi và Lý Hạo Nhiên từ trước chưa từng, sau này cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì, đã nghe hiểu chưa? Cố Tiết Niệm, cấm mồm, còn không thấy mất mặt sao? Là Lý gia ta mạo phạm rồi, hy vọng không làm tổn thương hòa khí hai bên. Người trẻ tuổi đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Tiểu Lý, ông đừng có nghiêm trọng như vậy. Đi về nhà. Cha, lý nào chúng ta cứ bỏ qua như vậy? Gặp cái gì? Hôm nay hai cha con ta chịu sỉ nhục quá, ta sẽ cho tiểu tử và Cố gia không biết trời cao đất dày đó phải trả giá gấp bội. Từ khi ta xuống núi đến đây, lý nào còn không ngủ sao? Cậu rõ ràng rất đỡ tâm tôi, bây giờ tại sao lại nói là những lời lạnh lùng vậy chứ? Ta đỡ tâm cậu. Đúng vậy, người ngoài đều thấy rằng cậu chẳng qua chỉ là một tiểu tử ngốc có cái sư tỷ chống lưng, cái gì cũng không hiểu biết mà thôi.
Nhưng chỉ có tôi biết cậu rốt cuộc là người nguy hiểm như thế nào. Cậu chẳng lẽ là muốn xác nhận tôi có phải vẫn còn ở bên cạnh cậu không đúng chứ? Nó đã xuống núi rồi á, thì có phải định về nhà không? Giẫm đạp người đàn ông đó dưới chân. Vẫn chưa phải lúc, bởi vì ta quá yếu. Yếu? Cậu thật đúng là thích làm màu thiếu gia ạ. Tiểu Phong, Thất sư tỷ, chị sao lại vào đây? Tiểu Phong, tôi có chuyện muốn hỏi em. Thất sư tỷ, sao chị trực tiếp vào đây vậy? Nói tôi chưa mặc quần thì sao? Với lại chị ăn mặc cũng quá quá tiết kiệm vải rồi đó. Sợ cái gì chứ? Lúc còn nhỏ chúng ta còn tánh chung đó mà. Em quên rồi sao? Thật sự tỷ, đó là chuyện lúc nhỏ. Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành à, và chú ý giữ khoảng cách một chút chứ. Khoảng cách giữa tôi và em có thể thu nhỏ vô hạn mà. Thậm chí cho dù là khoảng cách âm cũng được nữa. Đừng đừng đừng, chị lại nói đùa như vậy, thật sự không buồn cười chút nào, chị tha cho tôi đi mà. Được được được, tôi thấy em chỉ là không thích tôi, thôi bỏ đi. Không thích thì không thích á, nhưng Tiểu Phong, tôi phải cảnh báo em. Nếu em có quan hệ bất chính với 6 sư tỷ còn lại, tôi sẽ thiến em đấy. Yên tâm đi, các chị đều là sư tỷ của tôi á, tôi không có ý nghĩ đó đâu. Được rồi, tôi đói rồi. Em cùng tôi ra ngồi ăn đêm đi. Tôi đi thay quần áo, gặp ở cửa nha. Thiệu gia, đúng là đào hoa mà. Món ngon dân tận miệng, tận cửa, tại sao không nếm thử chứ? Bớt nói nhảm đi. Cái này có liên quan gì tới cậu quên? Nếu cậu gọi ta là thiếu gia thì mau đi làm việc cho tôi, cho to đi. Luôn sẵn lòng giúp đỡ, xin thiếu gia giao phó. Ba ngày Lý Gia rút lui rất sảng khoái. Cậu giúp ta điều tra thông tin gốc rễ Lý Gia này, sau lưng bọn họ nhất định còn có âm mưu. Tiểu Phong muốn ăn gì? Gì cũng được, tôi đi cùng chị, nghe chị đó. Hình như bị theo dõi rồi. Mình phải cẩn thận mới được. Nhà hàng riêng tư, bao hội sở. Vậy thì ăn chút cháo đi. Cố tiểu thư, mời bên này. Tôi đi nhà vệ sinh chút rồi quay lại. Không phụ sự ý thác của thiếu gia, tư liệu Lý gia đã lấy được. Không ngờ Lý gia lại có dạ tâm lớn như vậy. Ông chủ lâu, ông tha cho tôi đi mà. Tôi chỉ là một học sinh đi làm thêm, tôi không còn tiền lương nữa, tôi xin đi luôn được không? Tiểu đường à, ta cũng là người vì nghĩ cho cô mà thôi. Dù sao thì cô cũng gả cho người khác, chỉ bằng đi theo ta sẽ không bao giờ phải làm việc vất vả nữa rồi. Nhưng ông đã có vợ rồi mà. Tôi cũng có bạn trai rồi. Bạn trai cô là một thằng nghèo, có thể so với ta sao? Đừng để ý vợ ta, bà ta không tìm được cô đâu. Ta sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Tha cho tôi đi ông Lưu. Cậu xin ông đó. Ta thấy phải cứng rắn hơn với cô một chút thì cô mới chịu nghe rồi. Tìm một phòng VIP không người, đưa cô ta vào trong. Ta sẽ dạy dỗ cô ta cẩn thận. Vâng. Ơi, cảm ơn các người đã sắp xếp màn kịch này cho tôi, nhưng kỹ năng diễn xuất quá thật là quá kém. Các người theo dõi suốt dọc đường đến đây, đến bây giờ tôi cũng đang cho các người cơ hội thể hiện. Mày nói gì? Tao nghe không hiểu. Vậy sao? Xem ra các người đều đột nhiên mất trí nhớ tập thở rồi nhỉ? Muốn đến gần khoa học phải không? Nếu đã như vậy, tao cũng không cần phải nói nhiều. Tiểu tử, chết đi. Mặc dù tôi rất yếu, thực lực cũng kém xa 7 sư tỷ, nhưng cũng không phải là người mà các đám cận bá các ngươi có thể động vào. Lại là một thằng cứng đầu. Hối hận rồi sao? Muộn rồi. Tình báo sai lệch. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, rút lui.
Đừng đi mà, chơi thôi một lúc nữa đi. Bạn gì ơi, bạn lợi hại quá, cảm ơn bạn nha. Tại sao bạn lại nhìn tôi như vậy? Cô sẽ không cho rằng tôi chỉ có thông tin của sát thủ Nam đúng chứ? Người của Lý gia chắc hẳn đang ở gần đây viện trợ cho cô nhỉ? Dẫn tôi đi, không thì tôi sẽ lột sạch cô đem bỏ ngoài đường lớn. Được được, Lý công tử, cô không nên đến đây. Không thì nhớ đâu có chuyện gì ngồi im muốn, chúng tôi sẽ không biết ăn nói như thế nào với Lý tiên sinh và lão đại. Sợ gì chứ? Lẽ nào cái tên pháp vật đó còn có thể đến lại các người sao? Hắn ý vào có cố gia chống lưng, nắm lòng bấy lưu sĩ nhục ta, ta phải dạy bảo hắn cẩn thận. Đến rồi, cái gậy lớn của ta ngứa ngáy lắm rồi đấy. Đợi đã, sao vậy? Không đúng, lại gặp nhau rồi. Nhà con Lý gia, nhưng cái tên yếu đuối anh cử đến đều không đủ cho ta khởi động người nữa. Muốn chết à? Đây là đồ của các người, tôi trả lại cho ông. Đừng có động đậy, cử động thêm nữa ông sẽ chết. Mày đừng qua đây, tao cảnh cáo mày đấy. Anh cảnh cáo tôi, anh dựa vào cái gì mà cảnh cáo tôi? Nhãi ranh, tôi sẽ dạy cho anh một bài học. Mày muốn làm gì? Đừng sợ, tôi giúp anh thư giãn một chút. Sao em đi lâu thế? Không phải là bị em gái nào quyến rũ rồi đó chứ? Tôi nào dám chứ, chỉ là bị lạc đường chút mà thôi. Mau ăn đi, tôi cũng đói rồi. Bệnh viện, con trai, con làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ơi, đâu? Đánh đến mức tổn thân, băng bó như vậy, tiểu tử đó ra tay thật độc ác đó. Lý tiên sinh, chúng ta đều đã xem thường thực lực của hắn, hắn quá mạnh. Mày nói vậy, tớ nhảy ra hắn mà đánh lại được những sát thủ lưỡi đao đẫm máu như các ngươi là thật đó. Lão đại, sao có thể? Lý Thiên Thần, ông cũng từng là sát thủ, vậy mà lại phán đoán đối thủ bằng tuổi tác. Ta mặc kệ, ta nhất định phải xử lý hắn. Ngày hôm sau buổi sáng, Thất sư tỷ, chúng ta đến đây làm gì? Đại học y khoa Long Thành. Còn không phải là vì nhị sư tỷ của em sao? Cái gì? Nhị sư tỷ đến rồi? Sao thế? Em rất muốn gặp cô ấy à? Không có, tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, dù gì nhị sư tỷ rất bận rộn mà. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón đại sư Tần Bạch Hạc của Bách Thảo Đường, Đế Đô lên sân khấu. Chào mọi người. Toàn bộ tuổi tác đã cao, nhưng tài nghệ trung y không có hậu vợ đã truyền lại. Vậy nên ta đã đưa ra quyết định đi ngược lại với tổ tông. Ta đã viết những gì mình học được thành một quyển sách, chỉ bán cho một người duy nhất, đồng thời nhận người đó làm đệ tử cuối cùng của ta. Khó thần trị bách bệnh trung y. Wow, đây chính là kiến thức cả đời của tần đại sư. Nếu tôi có thể học được, có nhất định có thể trở thành danh y giúp trung y. 10 triệu, tôi trả 20 triệu.
Đúng, chỉ còn có thể trở thành đệ tử cuối cùng của tầng đại sư, bao nhiêu tiền tôi cũng phải mua. Không còn người ra giá cao hơn sao? Tần đại sư, quyển sách này của ngài sao giống của tôi viết vậy? Hơn nữa còn là bản thảo nhị sư tỷ bắt tôi viết hồi nhỏ nữa. Tôi rồi, mình trả quyển sách này từ văn phòng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Vốn là muốn kiếm chút tiền đi đường, sao lại có người đứng ra chăm trọc chứ? Cậu là ai? Đứng ra ăn nói lung tung, bỏ vợ đâu? Đuổi cậu ta ra ngồi. Ta xem ai dám động vào sư đỡ của ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu, ta muốn xem rốt cuộc là cái nào ăn nói bừa bãi. Mộ Dung Hiểu Hiểu, sao em lại tới đây? Mộ Dung Hiểu Hiểu á, bổn tông đến rồi. Nữ thần, vậy bên cạnh là Cố Tích Niệm, tiểu tử thối bên cạnh cô ấy là ai? Nhị sư tỷ, sao chị lại đến đây thật rồi? Tiểu Phong, sao vậy? Không muốn nhìn thấy nhị sư tỷ à? Hay lắm tiểu tử, xuống núi cũng không nói cho nhị sư tỷ biết, còn lén chạy tới đây thân mật cùng Thất Ất sư. Sao hả? Tôi không đủ tốt sao? Không có đâu nhị sư tỷ, là bởi vì chỗ Thất sư tỷ gần tôi nhất ấy, nên tôi mới qua đó trước. Sao? Tôi chỉ có ưu thế là gần hơn một chút. Em thích tôi nhiều hơn hay là thích nhất Thất sư tỷ nhiều hơn? Tôi cũng muốn biết. Tiểu Phong, em mau trả lời đi. Hai vị sư tỷ tha cho tôi đi mà. Các chị vẫn nên xử lý Tần đại sư trước. Đúng rồi, Tần Bạch Hạc, ông mau đứng lại cho tôi. Kho tàng chữa bách bệnh này là quyển sách sư đỡ viết khi còn nhỏ tặng cho tôi. Tôi vẫn luôn coi nó là báu vật, vậy mà ông dám ăn cắp. Mộ Dung đại sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thanh đàn, phải thông báo các bệnh viện lớn nhỏ Hoa Hạ không được phép tiến dụng Tần Bạch Hạc, nếu không chính là đối địch với Mộ Dung Hiểu Hiểu ta. Vâng, Mộ Dung đại sư. Ý, sư đỡ đâu? Vì có vội chạy mất rồi. Ta nói trước, Tiểu Phong vẫn luôn ở chỗ ta, ai cũng không được đưa em ấy đi. Ồ, vậy thì phải nghe Tiểu Phong ngộ nhớ, em ấy muốn cùng ở cùng ta, cô cũng không quản được. Ê, không đổi kịp chứ, áp lực từ hai vị sư tỷ lớn quá mà. Lão đại chính là nó. Tiểu tử, có trách ra thì trách mày quá nhiều tài năng, đánh con trai của Lý Thiên Thần trọng thương, bây giờ Lý Thiên Trần muốn gặp mặt mày. Đi với tao một chuyến đi, đừng có bắt tao phải ra tay. Hay là ra tay thử đi. Thử, đây là mày tự chuốc lấy. Ra tay. Lên. Bắt sống nó. Giật chiến tức thời, nhưng không phản công là muốn bỏ chạy sao? Kỳ lạ, hôm đó nó rõ ràng đã ra tay tàn nhẫn, thực lực mạnh không thể đo đếm. Sư phụ từng dặn, đối mặt với cuộc chiến không nắm chắc thì nên bỏ chạy. Giữ thanh sơn lại, không sợ không có củi đốt, sống sót quan trọng nhất. Tìm thấy điểm đột phá rồi. Chuồn thôi. Chạy đi, ngươi cứ chạy đi. Tiếp theo, tao sẽ đi tìm Cố Tiết Niệm, tao xem cô ta có chạy được hay không. Sao thế? Không chạy nữa. Cố gia chính là chỗ chống lưng của mày. Nếu bọn tao mà tiêu diệt Cố gia, mày có thể chạy đi đâu được? Thằng khốn, mày nói lại câu vừa rồi một lần nữa đi. Tao nói, xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh quá. Trời ơi,
một đám đã đến bay đại đến đại ca bấy đón vào các sư tỷ của ta giết. Tình hình có biến, giết hắn, giết. Muốn chết, không thể đợi hắn sống, nếu không sẽ là tai họa đối với ta. Đúng rồi, mày có mạnh nữa thì cũng không chống được đạn súng đâu. Cái gì? Mày... Không hay rồi, Tiểu Phong. Mộ Dung thập nhị thủ. Tiểu Phong, có chuyện gì vậy? Chuyện sư phụ lo lắng sốt rốt cuộc đã xảy ra rồi. Bệnh của Tiểu Phong vẫn tái phát. Tống Vương ra đời rồi. Cố già, Tiểu Phong, rốt cuộc là cái chuyện gì? Tiểu Phong, thân mang sức mạnh huyết mạch thần bí, chỉ cần mất kiểm soát cảm xúc, Tiểu Phong sẽ bị như vậy. Sức mạnh huyết mạch giống như là đại sư tỷ, Tiểu Phong là huyết mạch gì? Cụ thể ta cũng không biết, cái này có liên quan đến thần thế của Tiểu Phong, chỉ có sư phụ chúng ta mới rõ. Tiểu Phong, thiên phú cực mạnh, thất đại tuyệt học đã luyện thành công, nhưng sư phụ lại luôn đổ cho em ấy rất yếu ớt. Chính là sợ em ấy hiếu chiến hiếu thắng, mất đi lý trí, dẫn đến không khống chế được sức mạnh huyết mạch. Cho nên cô đột nhiên đến Long Thành là vì Tiểu Phong. Đúng vậy, là sư phụ chủ động liên hệ ta, để ta đến chăm sóc Tiểu Phong. Kết quả ta vừa đến, Tiểu Phong đã xảy ra chuyện. Lý gia đáng chết, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn chúng. Con quá yếu, không xứng làm con trai ta. Đều tại cái tên yếu đuối vô năng như con, cho nên cha ta mới không yêu ta. Ta không có con trai vô năng như con. Tại sao mình lại yếu như thế nhỉ? Con đường của kiếm mạnh được định sẵn trải đầy trong gai mà thiếu gia. Có phải trong số những hậu vợ của người đàn ông đó tôi trời sinh đã kém nhất không? Cũng không có gì đáng nghi. Anh chị em của cậu đều rất đáng sợ. Đi thôi, tôi không được như cậu mong muốn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với sư phụ và các sư tỷ. Đừng có tự lừa dối bản thân nữa, hãy nhìn thẳng vào mong muốn thật sự trong lòng cậu. Mong muốn thật sự trong lòng sao? Chính là chứng minh cho cha mẹ cậu biết, cậu không phải là đồ vô dụng. Chứng minh cậu mạnh mẽ, để có được sự gọi coi trọng và quan tâm của họ. Im miệng. Tiểu Phong, im sao vậy? Có phải lại phát tác rồi không? Thật sư tỷ, sao chị còn chưa ngủ? Cẩn thận trên mặt lại nổi mụn, khỏe mắt có nếp nhăn đó. Em bị thương đến như vậy rồi, sao tôi dám ngủ chứ? Tôi không sao, chị xem. Được rồi, mau nằm nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở bên cạnh coi chừng em, ở bên cạnh em. Như vậy còn khó mà nghỉ ngơi hơn. Nhà hạ lý chết hết rồi. Những sát thủ đó là ta định dùng để đối phó với nhà họ Cố, bây giờ sao lại chết hết rồi? Đều trách cái tên La Phong. Ấy da, Lý Thiên Thần, ông ta gan thật đi. Thương hội Long Thành, nuôi gì không nuôi, lại đi nuôi sát thủ. Bốn vị tiền bối, mọi người sao lại tới đây? Không biết trời cao đất dày, ông năm lần bảy lượt ra tay với sư đệ tôi. Coi tôi là bình hoa di động à? Cổ Tuyết Niệm, người này là Bách Thảo Đường Đế Đô, Mộ Dung Hiểu Hiểu. Cái gì? Cô là Mộ Dung Hiểu Hiểu? Tiểu tử đó là sư đệ của cô.
Lý Thiên Thần, ông đã làm mất mặt thương gia Long Thành chúng tôi. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ phong sát triệt để những doanh nghiệp dưới trướng ông. Ông chuẩn bị mà dọn hành lý cút đi. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Tự làm tự chịu. La Phong, mày đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tao. Tao phải bắt mày nợ máu phải trả bằng máu. Lý tiên sinh, nóng giận như vậy sẽ tổn hại đến tim gan đấy. Cậu là nhà họ Sở, nếu ông muốn đối phó với La Phong, tôi có thể giúp ông. Đây là con dao trừ khử La Phong. Nhà họ Lý biến mất rồi. Đúng vậy, đột nhiên bị thương hội xấu xổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra là đắc tội với nhân vật lớn nào đó rồi. Chưa từng có buổi sáng nào mà tuyệt diệu như thế này. Chạy bộ thôi. Ăn sáng, uống thuốc, hoàn thành nhiệm vụ, đi chạy bộ thôi. Em ngon ngon mở yên đó cho tôi. Không được phép đi đâu hết. Nghỉ dưỡng ít nhất là một tuần. Hả? Tiểu Phong, vết thương của em còn chưa lành lặn. Thất sư tỷ và nhị sư tỷ đều muốn tốt cho em. Nghe lời đi. Tôi thật sự không sao. Các chị không cho tôi tập luyện sức khỏe, cả người tôi khó chịu lắm đó. Nghe lời có được không? Em ở lại đây nói chuyện giải sầu với hai chúng tôi đi. Cỡ hết chuyện em ở trên núi mấy năm nay. Ây, áp lực quá đi. Ê, alo, Thanh Đàn à, sáng sớm tìm tôi có việc gì? Tôi biết rồi, tôi có chút chuyện phải xử lý. Đỡ tôi suy tỷ trong trận nghiêm nhé. Cậu mau đi đi, mình tôi chăm sóc cho Tiểu Phong là đủ rồi. Nhị sư tỷ, sao vậy? Không nỡ sao nhị sư tỷ của em đến như vậy à? Không phải, em chỉ là thương chị ấy sớm bận đã, sáng sớm đã bận rộn. Hai người bên cạnh thì thật sự sẽ nói chuyện với mình, nhưng nếu chỉ có thất sư tỷ thì... Phong, rồi em thật sự bình phục rồi, chỉ bằng vận động một chút. Đích thân chứng minh cho tôi một chút. Tôi vẫn chưa khỏi. Tôi vẫn muốn nghỉ ngơi, tôi đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon. À không, sáng ngủ ngon nhá sư tỷ. Quả nhiên thất sư tỷ đúng là muốn ăn thịt mình. Đồ ngốc. Tiểu Phong, em đã ngủ cả ngày rồi, còn chưa dậy sao? Ê, thất sư tỷ đè đến nỗi tôi không thở được. Số lạ, video. Tôi cũng vậy, chuyện gì thế này? Sao? Sao có thể? Lục sư tỷ đã chết rồi. Long Thành, cảng biển, vẫn đang giải chết. Thẩm Đại Minh Tinh, cô quả thật là lợi hại. Phải dùng cả nửa số cao thủ mới có thể bắt sống cô về. Bảy đại tuyệt học trong truyền thuyết còn nắm giữ một trong số đó, mà đã có thể sở hữu thân thủ như vậy. Nếu tôi bắt hết toàn bộ những đồng môn kia của cô, mọi thông tin về thất đại tuyệt học từ miệng họ thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô đang nghĩ tôi dựa vào đâu mà có thể tìm ra bọn chúng đúng không? Dựa vào một con tạp chủng tên La Phong, dường như các cô đều rất cưng chiều hắn nhỉ? Dám động vào Tiểu Phong, tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi. Cuối cùng cô đã nói ra chuyện rồi. Điều này cũng chứng tỏ La Phong quả thật rất quan trọng. Hắn đã đang trên đường tới cứu cô rồi. Cô đoán xem tôi có mai phục không? Cô đoán hắn sẽ chết hay không? Sở Thiên Tử, đồ súc sinh, cứ đợi xem tôi sẽ đạp nát từng khúc, từng khúc, từng khúc xương một của sư đệ nhỏ bé của cô như thế nào đi. Ai, mình quá kích động rồi. Cho dù là cái vụ La Phong ra bằng video Thẩm Vãn Nhi bị trối, cho dù có giết La Phong đi nữa, lý nào mình bên cạnh La Phong sẽ không trả thù mình sao? Hối hận rồi à, không kịp nữa đâu.
Ông đã gửi video rồi thì không còn đường lui nữa. Thời gian sắp đến rồi. Hắn chắc chắn đã đến rồi nhỉ? Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Người của mình sao đều chết hết rồi? Một chút động tĩnh cũng không có. Lục sư tỷ của tôi đang ở đâu? Mày không phải là truyền nhân phó vật của thất đại tuyệt học đó sao? Sao lại mạnh như vậy? Đồ ngu, cậu biết thân phận thật sự của thiếu gia nhà ta không? Mày là ai? Hắn là ai? Ta nói cho mày biết, đó mày chết một cách rõ ràng. Cậu ấy tên Đế. Cơ mạng với giết người, giết người. Lục sư tỷ, chị vẫn chưa chết, thật là may quá. Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Bệnh viện Nhân dân Long Thành. Lục sư tỷ, Lục sư tỷ, Lục sư tỷ, nếu chị chết rồi tôi cũng không muốn sống nữa. Được rồi mà, không phải tôi không sao rồi à? Lục sư tỷ, may mà chị không sao. Giỏi chết tôi rồi. Tôi còn tưởng lục sư tỷ không còn nữa, bình tĩnh lại hết cho tôi. Cứ như đứa trẻ vậy. Sư muội, em giỏi chết tôi rồi. Được rồi, tôi không sao rồi mà. Lục sư muội, em từng kết thù oán với bọn bắt cóc đó sao? Nhị sư tỷ, trong giới giải trí tôi hoạt động quả thật là rất hỗn loạn, thù oán khắp nơi. Nhưng bọn họ không phải. Những người này nhằm vào thất đại tuyệt học mà đến. Không sai, những người này thực lực lớn mạnh, đến cướp thất đại tuyệt học có tổ chức, có kế hoạch. Nữ đến tới. Đại sư tỷ, nữ đó Bạch Sương Phượng, người đã diễn bá đạo vô địch, niềm vinh quang tối cao của Hồ Hạ. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, sao chị lại có thời gian đến đây vậy? Đại sư tỷ. Tiểu tử thối, em xuống núi cũng không chào hỏi tôi một tiếng. Đại sư tỷ trăm công ngàn việc, sao tôi dám đến làm phiền chị chứ? Đại sư tỷ, Tiểu Phong đang bị thương. Đại sư tỷ, chị nhẹ tay một chút. Đại sư tỷ, sao chị rảnh tới đây thăm tôi? Bởi vì chuyện Yến Nhi bị bắt cóc có liên quan đến thế lực ở nước ngoài, tôi sẽ đích thân đi điều tra. Tiểu Phong, có phải em nên thành thật và giải thích một số chuyện không? Lỗi cao thủ đẳng cấp này, tại sao em có thể sai bảo? Hai người làm sao quen biết? Rốt cuộc em là ai? Em là gián điệp nước ngoài phải không? Đại sư tỷ, Tiểu Phong vẫn luôn ở hết trên núi với sư phụ mà. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi. Tiểu Phong, em mau giải thích với đại sư tỷ đi. Đại sư tỷ, đây là bí mật của tôi. Là đại sư tỷ của em, tôi sẽ tôn trọng riêng tư của em. Nhưng với tư cách là nữ đế Hoa Hạ, tôi sẽ giết em. Đại sư tỷ, chị điên rồi sao? Chị muốn giết Tiểu Phong? Nếu đại sư tỷ đã không bằng tình nghĩa sư môn, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Nhị sư muội, em biết em không phải là đối thủ của tôi mà. Đúng vậy, nhưng tôi không thể nhìn Tiểu Phong chết trong tay chị. Sao khí mạnh quá. Tiểu Phong, mau chạy đi. Tiểu Phong, em... Nhị sư tỷ, nếu đại sư tỷ thật sự muốn giết tôi, chị cũng không ngăn được đâu. Vậy em còn không mau chạy đi. Em không muốn sống nữa sao? Đại sư tỷ, chị tin tôi không? Tin em cái gì? Tôi không phải gián điệp gì hết. Vậy em nói cho tôi biết, em có quan hệ gì với cao thủ áo đen kia? Đại sư tỷ, xin lỗi, đây là bí mật của tôi. Nếu chị không tin tôi thì chị giết tôi tại đây đi. Đại sư tỷ, chị không thể làm như vậy. Tiêu Phong, em dựa vào sự chịu chuộng của tôi dành cho em mà tưởng rằng tôi không dám ra tay sao? Đừng mà. Tôi biết.
Đại sư tỷ không đã giết tôi mà. Nếu có một ngày để tôi biết em có hành vi phản bội, tôi sẽ đích thân thấy sư phụ xử lý em. Cảm ơn đại sư tỷ. Những bệnh cho tốt tôi đợi xem kịch mới của em đó. Được lắm, thân thể của tiểu tử này đúng là cứng rắn, sao lại lợi hại như vậy chứ. Mấy ngày sau, nhà họ Cố. Xem ra Tiểu Phong thật sự trưởng thành rồi, còn có bí mật nữa. Không phải bí mật nhỏ đâu, đến bây giờ tôi vẫn thấy sợ hãi. Tiểu Phong có hơi kỳ lạ, hình như em ấy đã trở nên rất mạnh, nhưng ngồi miệng lại nói không được. Tôi thấy là sư phụ lo lắng Tiểu Phong kiêu ngạo tự mãn, rước họa vào thân, nên mới luôn gán cái danh yếu ớt cho em ấy. Âm thanh này là Tiểu Phong đang tiếng động lớn như vậy. Lão thúc, cách âm trong phòng em cũng quá kém đi. Bình thường tôi ở một mình nó còn cách âm làm gì chứ. Tiểu Phong thật sự trưởng thành rồi, có nhu cầu rồi. Tiểu Phong, em có dục vọng tại sao không tìm mình? Đại sư tỷ tỷ tiện đạp một phát, mình đã học máu rồi. Quả nhiên mình vẫn qua yêu ớt, không được ngừng tập luyện. Xuống tận uống chút nước thôi. Ba vị sư tỷ đờ vẫn chưa ngủ sao? Thanh xuân chính là cuồng dục vọng. Hả? Tiểu Phong, con trai có nhu cầu rất bình thường, nhưng đừng có phát ra tiếng động quá lớn. Tiếng động gì cơ? Thật sư tỷ, sao mặt chị đỏ như vậy? Cái đồ khẩu thị tâm phi, đừng có động vào tôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Alo đại sư tỷ. Tiểu Nhi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu Tiểu Phong đã xuống núi, vậy cái gì? Sao vậy? Điện thoại từ đại sư tỷ. Tiểu Phong có một vị hôn thơ được sư phụ sắp xếp từ lâu. Em đã bọn họ gặp mặt đi. Không được, tôi không đồng ý. Sao sư phụ chưa từng nói cho tôi biết? Sư phụ sắp xếp đối tượng kết hôn cho Tiểu Phong, nói với em làm gì? Yến Nhi, thông tin chi tiết về đối phương lát nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại cho em, cứ như vậy đã nhé. Vâng đại sư tỷ. Sao vậy? Em không phải em thật sự muốn con thỏ ăn cỏ gần hang đấy chứ? Sao có thể? Tôi chỉ là lo lắng đối tượng không xứng với Tiểu Phong của chúng ta mà thôi. Sư muội, ế rằng em đã nghĩ nhiều rồi. Đối phương là con gái của Thu đại sư, thành Thu Vân Sơn, Thu Chỉ Nhu. Là cô ta. Sư phụ từng nói cô ta là Phượng Hồn Kim Hạ Phàm. Tôi quá thật không sánh bằng. Vậy không thế? Tôi không uống đâu. Tôi vừa mới thành niên, còn chưa đến độ tuổi kết hôn mà. Là đại sư tỷ muốn gặp em. Tiểu Phong, em có gặp hay không? Đại sư tỷ, gặp chứ. Ba ngày sau, tại quán cà phê Đại học Y khoa Long Thành. Nhị sư tỷ nói Thu Chỉ Nhu đang học ở Đại học Y khoa và đã hẹn cho mình gặp mặt ở đây. Hào phóng chút, phải giống đàn ông chút chứ, đừng có sợ thiếu tiền, nhất định là phải làm cô ấy vui. Ai có thể nhìn trúng một người như mình chứ, ứng phó chuyện xấu hổ mới đúng. Này, anh chính là họ Lá. Ngồi đi, anh đến muộn đó. Mình không đến muộn mà hơn nữa còn đến trước tận 20 phút. Sao lại không giống như trong ảnh nhỉ? Có phải chỉnh ảnh Photoshop quá đà rồi không?
Hào phóng chút, làm cô ấy vui đi. Được được được, tùy cô ta nói thế nào đi. Xe gì, nhà ở đâu, hộ khẩu phải bản địa không? Xe không, không xe không nhà, bằng lái xe không có hộ khẩu, chắc là cùng chỗ với sư phụ tôi ở trên núi. Trời ơi, anh liên hệ cho tôi xin vượt tiền sử gì thế này? Hộ khẩu còn ở trong thôn nữa, thật là vỡ mộng. Đừng nói quen biết tôi, nhưng đại sư tỷ nói đây có phải là thất bại rồi không? Em trai Tiểu Phong, cô là sao vậy? Em không nhận ra tôi sao? Là ai hồi nhỏ nói muốn cưới tôi làm vợ? Cô mới là Thu Chỉ Nhu. Em trai Tiểu Phong, em không phải nói lời giữ lời, phải cưới tôi đó. Lời nói hồi nhỏ không thể tính được. Tôi biết em vừa thấy tôi trở nên xinh đẹp như vậy liền có chút căng thẳng. Chúng ta đổi địa điểm từ từ nói chuyện. Chúng ta đi đâu đây? Cái đó không biết có thuận lợi nữa không? Muộn vậy rồi, còn chưa vừa chắc hẳn là đã rất thuận lợi. Tiểu Phong, em vừa rồi à? Đây là Thất sư tỷ, tôi vừa rồi đây. Xin chào, tôi là vị hôn thê của La Phong, Thu Chỉ Nhu. Chị Hiểu Hiểu. Chị Nhu, em thấy Tiểu Phong nhà chúng tôi thế nào? Quá tốt rồi. Tiểu Phong, em thấy sao? Em thật sự muốn cô ấy làm bạn gái mình. Đương nhiên rồi, hồi nhỏ em ấy đã nói là muốn cưới tôi mà. Nực cười, vậy mà cũng tính. Hồi nhỏ Tiểu Phong còn nói cưới tôi đấy, còn ngủ chung chăn với tôi cơ. Cái gì? Tiểu Phong, không phải em nói chỉ cưới một mình tôi thôi sao? Tiểu Phong, không phải em vẫn không muốn kết hôn sao? Bây giờ em nói với cô ta, em không muốn lấy cô ta đi. Em trai Tiểu Phong, em nói với thái sư tỷ của em rằng sẽ cưới tôi đi, mau lên. Giờ tôi sắp điên rồi, các người đều im hết đi. Đỡ tại cô cứ bắt ép em trai của Tiểu Phong của tôi. Cái gì mà Tiểu Phong của cô, buồn cười thật đó. Tiểu Phong thật sự được yêu mến. Bên ngồi hình như yên tĩnh rồi. Thu Chỉ Nhu hẳn đã vừa rồi nhỉ? Thật sự tỷ chắc cũng ngủ rồi. Thật sự tỷ chị vẫn chưa ngủ à? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì không thể tìm em mà. Thành thật nói cho thật sự tỷ rốt cuộc em thấy thế nào về Thu Chỉ Nhu? Không thế nào hết. Bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng yêu đương, tôi có chuyện quan trọng phải làm. Thật sao? Tiểu Phong, nếu em thật sự muốn, chỉ bằng là cân nhắc tôi. Thì thật sự tỷ, đừng. Không muốn. Cơ thể của em vẫn rất thành thật. Thất sư tỷ, đừng có như vậy. Tôi bây giờ thật sự không có tâm tư mà làm chuyện này. Tiểu Phong, em được, nhưng nếu đã như vậy, em mau chóng vạch rõ ranh giới với Thu Chỉ Như kia đi. Xin lỗi thất sư tỷ. Ngày hôm sau,
tại Đại học Y khoa Long Thành. Em trai, Tiểu Phong, em tìm tôi sao? Đúng, tôi muốn nói chuyện với cô và quan hệ của chúng ta. Tôi muốn... Để nói sau đi, tôi phải đến tham gia một bữa tiệc nhỏ, đúng lúc em đi cùng tôi đi. Hả, tôi đây có được rồi. Chỉ Nhu đến rồi, mau vào đây. Ý chàng trai này là ai? Chị Nhu, em còn dẫn một người bạn mới vừa à? Học trưởng, đây là người mà em thường nhắc đến, La Phong. Em trai Tiểu Phong, đây là sở trưởng, sở học trưởng. Anh ấy đã có chút danh tiếng trong giới y học, là thiên tài trẻ tuổi xuất chúng. Ồ, cậu chính là La Phong, Thu Chỉ Nhu học muội luôn nhắc đến cậu, nói cậu từng học trung y. Xin hỏi tư cách trung y của cậu đã cấp mấy rồi? Tư cách trung y còn phân cấp bậc sao? Đây. Học trung y mà không biết trung y có cấp bậc tư cách, đừng có nói là một tên lừa đảo đấy chứ. Đừng có nói như vậy, La Phong tôi nhớ được sư phụ dạy bảo, con đường đi không giống chúng ta, có lẽ là không biết thật. Bây giờ những bác sĩ học trung y đều phải thi sơ trung cao cấp, cao hơn nữa là cấp đặc biệt và cấp quốc gia. Trong đó cấp đặc biệt cả Hoa Hạ không quá 20 người. Cấp quốc gia hiện tại chỉ có 3 người, trong đó một người chính là đường chủ Bách Thảo Đường, cũng là ông chủ của tôi, Mộ Dung Hiểu Hiểu đại sư. Nhị sư tỷ lại là cấp quốc gia, lợi hại vậy sao? Sở Văn Phạm học trưởng đứng đầu Long Thành chúng ta cũng là cấp cao duy nhất. Phải biết cấp cao ở cả Hoa Hạ này cũng không quá 100 người, một năm trước được Bách Thảo Đường đặc biệt tiễn vào đó. Ồ, vậy anh cũng rất lợi hại nhỉ. Cảm ơn, nào ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói đi. Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngồi nhỏ điện thoại đây. La Phong, tôi khuyên cậu là tránh xa Chỉ Nhu học muội muội một chút. Người xứng với cô ấy chỉ có tôi mà thôi. Không phải chứ, anh nhanh vậy mà đã lộ ra bản bộ mặt thật của mình là chó hai mặt rồi à? Cậu tự điền số đi, tôi coi như là cậu đồng ý rồi. Còn muốn cho tôi tiền được? Con số này anh có cho được không? Cậu chấp 15.